Nhà thờ Chính thống Nga đã quyết định hủy bỏ các buổi lễ đêm giáng sinh theo lịch chính thống giáo ngày mùng 7 tháng 1 ở vùng Belgorod và nhiều thành phố biên giới khác. Quyết định này được đưa ra sau khi thành phố Belgorod, nằm cách biên giới Ukraine khoảng 40 km, liên tiếp chịu các cuộc tấn công từ phía Kiev trong 7 ngày qua. Đại diện nhà thờ Chính thống Nga cho biết, các nhà thờ sẽ không tổ chức lễ đêm giáng sinh như mọi năm ở vùng Belgorod hoặc các khu vực lân cận cũng như ở thành phố biên giới Sebekino. Tuy nhiên, lễ Giáng sinh vẫn diễn ra qua hình thức trực tuyến. Ở một số quốc gia, thì người dân bắt đầu đón mừng mùa lễ Giáng sinh theo lịch cơ đốc chính thống vào ngày 7 tháng 1, do nhà thờ chính thống vẫn sử dụng lịch Julian, một cải tiến của lịch La Mã, được áp dụng từ năm 45 trước công nguyên. Đến năm 1582, nó được thay thế dần bằng lịch mà hầu hết các nước dùng hiện nay là lịch Gregory, dương lịch. Lịch Julian muộn hơn lịch Gregory 2 tuần, ngày 25 tháng 12 lịch Gregory rơi vào ngày 7 tháng 1 của lịch Julian. Thành phố Begorod là mục tiêu của các cuộc tấn công và pháo kích bằng tên lửa của Ukraine kể từ ngày 30 tháng 12. Cuộc tập kích vào ngày cuối năm cướp đi sinh mạng của 24 người, khiến 100 người bị thương. Theo quân đội Nga, lực lượng Ukraine đã sử dụng đạn chùm bị cấm trong cuộc tấn công.